Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại các tuyến phố ở Hải Phòng, công nhân môi trường thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng đã hoàn thành trang trí cây hoa cảnh, duy trì giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, phục vụ cho người dân, góp phần điểm tô làm đẹp cho thành phố cảng những ngày Tết đến xuân sang. Ghi nhận từ phóng viên VTC. Dọc khu vực giải trung tâm thành phố được trang trí sắc hoa để chuẩn bị cho người dân du xuân đón Tết Quý Mão 2023. Những người công nhân môi trường miệt mài thay áo mới cho đường phố bằng những chậu hoa ngát hương thơm và những cây tiểu cảnh rực rỡ. Họ lặng lẽ với công việc bình dị giữa những con đường, góc phố ồn ào, náo nhiệt nhằm góp phần tô điểm mùa xuân. Không chỉ duy trì hoa bình thường, cây cảnh ở trong vườn mà phải treo hoa, trồng hoa phục vụ Tết. Năm nay thì Tết Nguyên đán với Tết Dương lịch nó gần nhau. Thế nên khối lượng công việc nó rất là áp lực. Còn nếu như là nói về Tết là chúng tôi thì mọi người du xuân thì chúng tôi nhiều khi cũng chạnh lòng. Thế nhưng mà cảm thấy mình yêu nghề, yêu công việc và có tình cảm với chị em nên là mình cảm thấy là cái động lực đấy nó thúc đẩy mình là hoàn thành nhiệm vụ. Khu vực cột cờ được trang trí bởi các thảm hoa trạng nguyên và hoa cúc với hai màu chủ đạo là màu vàng và màu đỏ. Trên tổng thể khuôn nền hình vuông tượng trưng cho đất, thảm hoa tượng trưng cho trời, nơi đất trời giao hòa, muôn hoa đua nở, nổi bật lên các bông hoa phượng lớn, biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Cùng với đó là các cánh én biểu tượng của mùa xuân, cũng như khát vọng phát triển vươn xa của thành phố. Sau khi được thay áo mới, đây cũng là địa điểm thu hút người dân và du khách dạo chơi, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp ngày cuối năm. Thì ngay gần Tết này thì em với bạn gái của mình ra trung tâm thành phố để chụp ảnh, bởi vì năm nào cũng thế thì cũng được nhà nước trang trí hình ảnh hoa các thứ này cũng rất là đẹp. Thì mỗi năm thì nó sẽ cải tiến lên một ít thì hoa mỗi năm nó sẽ đẹp hơn một ít. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng rất vinh dự trong những năm qua được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho nhiệm vụ trang trí hoa Tết toàn bộ giải trung tâm thành phố. Đến thời điểm này thì cơ bản giải trung tâm đã được trang trí hoa Tết đã hoàn thành. Và sau khi công việc trang trí hoa Tết xong thì người lao động sẽ bắt tay vào công việc chăm sóc và tưới cho hoa, giữ cho sắc hoa luôn được rực rỡ để phục vụ bà con nhân dân đón Tết. Tại vườn hoa Lê Chân, vườn hoa sau triển lãm, khu vực tượng Lê Chân, vườn hoa Tam Kỳ, hồ Tam Bạc, phố đi bộ được trang trí hàng trăm nghìn cây hoa cúc, trạng nguyên, hoa treo dạ yến thảo, hoa đỗ quyên, hoa sôn, ngọc thảo, bố trí tại các thảm trong vườn và trên gần 1.000 khung sắt nghệ thuật các loại như cầu vồng hoa, tháp hoa, suối hoa, tạo nên không khí rực rỡ khi Tết đến xuân về. Trong cái thời gian những ngày cận kề Tết như này, thì cái khối lượng cái công việc nó càng lớn hơn và công ty cũng toàn bộ anh chị em sẽ tập trung tối đa để thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ thu gom và vận chuyển xử lý rác thải. Với cái mong muốn là đường phố thì luôn luôn sạch đẹp, rồi là các cái khu vực như là cửa ngõ ra vào thành phố, rồi là các cái khu vực như là vườn hoa, công viên, các cái khu vực vui chơi giải trí thì sẽ được công nhân của công ty duy trì và đảm bảo sạch sẽ 24/24. Cùng với việc chăm sóc hệ thống vườn hoa cây cảnh, những người công nhân môi trường vẫn cẩn mẫn đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại từng con đường, từng ngõ phố, góp phần tô điểm cho mùa xuân thành phố thêm đẹp, thêm xanh.